cá rượu ngán thôi bà. Qua qua lại ló chơi á, mua cá kêu mua cá cá đinh kho á, trời ơi một ký ha, mấy bà quốc mà lần đi giao tao mốt trước là 6 con tao giấu đó, thôi tôi đang hết rồi còn mẹ luôn. Mà cái cá linh kho là có để giải hay đánh giải mẹ? À, dạ đánh giải mà có mà kho là có lạc lạc biết thơm thơm đó, thơm á giờ lót lót vô mà ăn ngon lắm, mềm xèo à. Kho thấy ngon quá tao nói hồi nãy tao múc người này nói tao bụng lên mà một chén tao gì giấu lại lát mấy bàn thiệt tát có ăn gần hơi hết giấu tu tới trong đồ ống chén đó. 6 con bự không à. Nghe ta nghe nó nói bà mới kêu đó mà ăn trừ bả nha, lát rồi bà ăn giáo không. Mấy người với cái bài đó ăn giá luôn. Cái giống này cao nhớ hồi xưa cái giống cuốn bãi chỗ này sao không Quy? Nó nằm trên kia chút xí. Nhớ hồi đó nói cái giống cuốn bãi là cao nhớ mình nghe những tàu đó. Dạ. Cái này cái cầu. Cầu Long Thành. Đúng rồi. Còn cái giống cuốn bãi mình ngày xưa nằm trên kia chút đó, mình đi bên đây khác à. Giờ mà mấy bốn chỗ mà đi chơi cái đó thì sao? Cái chỗ cái này là cầu. Đúng rồi của chị á. Có chỗ nào mình không xe rồi đi còn lẹ hơn đây nữa, khỏi vô thành phố. Nấu với ngoài này mà. Đây cầu là đây hả? Dạ, cầu Long Thành là nó cũng là con sông Đồng Nai á. Đúng rồi, sông Đồng Nai. Bữa mình rồi hết địa phận thành phố Hồ Chí Minh vô tới địa phận Đồng Nai. Nè, địa phận Đồng Nai nè. Còn cao hơn cái giống cầu Bình Khánh, cầu Phước Khánh gì á, bên Lức Long Thành. Đi chạy coi vô cái cao tốc bên Lức Long Thành á, nó từ Long An Đồng Nai gì á, đi Long An thành phố Hồ Chí Minh tới Đồng Nai gì á, đi hết là ba tỉnh luôn, khoái cái cao tốc Trung Lương luôn. Chưa đâu. Cái này lâu rồi, giờ chưa xây xong. Chờ ngưng thi công rồi. Thôi đợi 2 rồi 2 năm nữa rồi đi cao tốc Mỹ, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận cho rồi đi. Muốn đi Châu Đốc rồi đi hướng này cho chắc ăn. Đi Châu Đốc một lần đi hoài. Đi Vĩnh Long đi hoài luôn. Cầu ruột nữa.